Bộ Công Thương cho biết hiện rau quả Việt Nam đã có mặt ở 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường ổn định như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Trong đó Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của nước ta với tỷ trọng chiếm 70%. Điều này đặt ra thách thức lớn khi nước này đang siết chặt các quy định và sửa đổi các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, Trung Quốc còn xét chặt vấn đề nhập khẩu qua đường Mộng Biên. Thu hẹp chỉ có 8 loại quả được xuất khẩu chính ngạch là thanh long, dưa hấu, trôm trôm, xoài, nhãn, vải, chuối và mít. Những loại quả còn lại phải chờ kết quả đàm phán mở cửa. Nên trong thời gian tới, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.